giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe ải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này kia chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu trần áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ lên, hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi, ok mọi người nha. Quá ngon bộ rẻ luôn. KTM đúc 200, giá có 51.800.000 thôi, cực đẹp luôn. Ngoài ra bên em còn có chiếc đúc 250 nữa, 250 ABS giá 71 triệu rồi cái gì nữa ta, 390 nữa, 390 nó đúc 390, nó đúc 390 thì chưa rửa xong. Này đúc 250 nè, 2018 đời cao luôn, đời cao luôn. Đó, thôi quay về chiếc 2019 đi, chiếc đó là đăng ký 2019 nha, đời cao luôn, đúc 200cc. Quá trời đẹp luôn. Lên một tem cứng khừ. Lên cũng được ít đồ chơi nha. Đầu tiên là lên chắn gió nè, chắn gió nè. Đó, tem tem lên luôn, hình như tem mình lên luôn nè. Đó, bộ tem này như chủ tem mua thêm nè. Quá trời đẹp luôn. Nha. Phuộc là bánh phuộc là WF, phuộc xịn sò. Cặp phuộc để chuyên sản xuất để đi địa hình. Rồi là đi mấy cái đi off-road này kia đó nha. Mấy chiếc cầu cào hay có phuộc này xịn WF. Nha, về giá luôn này, mâm zin này, mâm sơn zin này. Bỏ trước là đi Michelin Pilot 110. Đó, mọi người thấy không? Bộ tem cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ hợp xe luôn, màu cam luôn. Lên chống đổ nè. Đó, bô thì bánh đi bô zin, bô đút gầm. Quá trời đẹp, quá trời khen luôn. Nè, đĩa thẳng băng à. Phải không? Đĩa thẳng sáng, ốc tán này kia là vẫn còn đẹp hết nè. Ốc lăn bánh nè, heo nè. Mọi thứ là còn đẹp hết nè. Thấy không? Cái bầu bô mà còn đẹp quá trời đẹp luôn nè. Đó. Keng xe ben luôn. Bô đút gầm nè. Bô đút gầm êm ái nè, có lên ba ga nữa nè. Đó, anh em nào mà muốn gắn GB thì gắn vô đây. Đó. Ba ga xịn sò, sắt dày luôn, cứng cáp luôn nè. Tay Spider, gù inox, kiến của MT03 là có thể xoay vô xoay ra vậy nha. Gió nó thổi nó còn cứng cáp, không có như mấy cái máy kia. Đó, nên cũng được ít đồ chơi. Ghi đông Ryoma. Đó, ghi đông Ryoma. Đó, ba ga sau nè, nhông xin dĩa DAD xịn sò nè. Bỏ sau rồi cũng đi Michelin 150 luôn nha. Bỏ sau đi Michelin 150 luôn. Cần số này kia là vẫn còn đẹp hết nha mọi người. Đó, cần số rồi bát các chân này kia là còn đẹp hết. Không, mọi thứ là còn keng xe ben hết nha. Chống đổ nè. Tem đẹp quá trời luôn. Đó nè, đĩa nè mọi người thấy không? Đĩa thẳng chân nè. Đĩa thẳng sáng nè. Đó,
Vậy sáng trưng sáng chói lóa luôn. Ốc đẹp nè. Đi dầu phuộc này kia là còn keng hết, không có gì để chê hết, quá ngon, bổ rẻ luôn. Giá xem con Vario xíu thôi, mà được một con 200cc chạy bao ngầu, gidon Rizoma nè, cùm này kia là mọi thứ còn hoạt động hoàn hảo hết nè, thấy không, còn đẹp hết nè. Đó, bây giờ đem đề máy cho mọi người nghe tiếng nè. Tiếng đặc trưng của KTM. Cái này số 1 rồi, đem về số cái nào. Sorry mọi người. Rồi, đem đề máy cho mọi người nghe tiếng nè. Đó, đề một phát ăn ngay luôn. Tiếng máy đặc trưng của KTM. Đó, tiếng máy đặc trưng của KTM. Nghe quá hay luôn. Bộ tem quá đẹp nữa. Đó. Máy móc em ru à. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp giùm em nha. Quá đẹp luôn, màu cam quá đẹp luôn. Kiểu dáng thể thao. Rồi, ok. Rồi. Rồi, vậy thì xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi. Thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nó bảo hiểm. Tặng nó bảo hiểm thường, tặng nhớt nha. Nhớt Motul với là Hux Colin nè. Đó. Với này là có bảo hành cho anh em luôn. Có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè. Ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn. Cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó. Tiệm mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó. Tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha. Trạm xe lốt. Đó. À, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết. Miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa. Trả góp qua Emboss nè. Có 3 hình thức trả góp nè. Trả góp qua Emboss. Thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi. Vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, thiếu bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người. Gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn. Đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó. Em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị. Xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết. Có ship xe cho anh em ở tỉnh nha. Có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng. Thì tầm có triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. À. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết. Hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không? Quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc, đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha. Alo giùm em, mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy 100 triệu thì mình tiếc gì, 2-3 ngàn mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn người này người kia. Thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu. Mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người.
mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới để xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào đó, xem cửa hàng nó như thế nào rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.